làm Sugar Auntie là một người gì giàu có và hào phóng đối với các người cháu của mình? Mình là Kai, năm nay mình 12 tuổi. Mình là Kim, năm nay mình 9 tuổi. Mình là Tư Vy, năm nay mình 7 tuổi. Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy và đây là Vlog Đi với gì con không cần phải lo về tiền, ok? We are looking for Capybara. Đi một tí nắng lắm rồi thấy mệt rồi. Chân cứng. Hảo chứ. Đi đâu mình cũng đã đè lên. Từ đây chắc là lần thứ N Singapore nhưng mình vẫn mang. Đó là Việt Nam. What's up Singapore? Hello. Thì đây là một chuyến đi mà mình sẽ tặng các bạn nhỏ của nhà mình. Một chuyến đi tới Singapore bởi vì là đầu năm thì mình đã tặng cho các bạn học bổng để các bạn học tốt, và cuối năm thì các bạn đã có những thành tích rất tốt nên là một cái gì thì tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm của tôi, đó là thưởng các bạn cái gì đấy. Có Singapore thì có tiếng Anh thì các bạn có thể rèn luyện tiếng Anh của mình nên đã lựa chọn Singapore. Tuy nhiên thì chuyến đi này thì mình sẽ là người mời các bạn và mẹ của các bạn từ A tới Z, cho nên các bạn hãy xem là chuyến đi này mình đã sắp xếp như thế nào nhé. Còn 3 tiếng, còn 2 tiếng 50 phút, còn 2 tiếng, còn 15 phút nữa, còn 15 phút nữa, còn 10 phút nữa. Lately I've been thinking about you. Made me wanna try and undo everything that hurt you, that and made you sad. Sorry I was bitter. Lately I've been thinking about you. Made me wanna try and undo. Một bữa ăn đủ đầy thể hiện sự tỉ mẩn trong từng khâu chuẩn bị và chế biến. Món ăn hôm nay mình chọn là món Âu có xúc xích, khoai tây, bông cải cùng nước sốt rất là đậm đà. Thích nhất là được chọn từ đa dạng các loại bánh mì nóng hổi, nhâm nhi chút rượu vang đỏ ở độ cao 35.000 feet. Kết bữa ăn tròn trịa là một chút hoa quả tươi cùng sữa chua ngọt ngào. Tuy di chuyển nhiều có lúc mình cảm thấy rất oải, nhưng cứ nghĩ tới ẩm thực trên mây của Vietnam Airlines mình sắp sửa được tận hưởng là mình lại thêm háo hức và như được sạc pin vậy đó. Mê ăn ngon là vậy đó. Hầu như mọi chuyến đi nào mình cũng đều book vé Vietnam Airlines, cảm giác vừa tin tưởng vừa tự hào vì hãng hàng không quốc gia chúng mình thật xịn sò quá đi. Mình book ở trên Traveloka tiện vô cùng và khi nào cũng có nhiều ưu đãi. Vietnam Airlines còn đang có chương trình ưu đãi giá vé rất tốt cho chặng bay Hà Nội Singapore, chỉ khoảng hơn 5 triệu cho hạng vé phổ thông thôi nên là tranh thủ nha. Em ơi, VNA đúng là quá đỉnh, quá nice luôn. Người đi à, we love VNA always. The Jewel is the biggest waterfall inside under a roof. Inside because waterfall. Yeah. Waterfall. Yeah. So it's called Jewel. Yeah. Jewel. Oh yeah. Jewel. Jewel. Điểm đến đầu tiên chúng ta đến con thác nước lớn nhất ở trong nhà. Biggest. Yeah. Water. Yeah. Fall. Thấy thác nước này có thích không ạ? Có ạ. Thác nước này nhìn trông như thế nào ạ? Đẹp ạ, như nào nữa hả Kai? Beautiful, true. Cô Vy đâu rồi ạ? À? Thác nước như nào hả con? Vui, ok, thác nước vui. Hai chị gái tôi trông rất là xinh tươi tại Singapore. They are super lazy. They don't want to speak English. Lần này thì mình đặt luôn khách sạn trên Traveloka cho gia đình. Mặc dù là khách sạn ở Singapore thì giá khá là cao so với các nơi khác, nhưng mà mình cảm thấy rất may mắn vì mình đặt ngay dịp siêu sale Traveloka cho nên là chi phí rất là ok la nha. I want to ask where we're going now? Where are we going now? To the zoo, Singapore Zoo. What are there in Singapore Zoo? Animals, true. Tell me one animal. Human. Mấy cái đứa này chúng mình đã kịp thay đồ vòng 5 phút khi về khách sạn. Singapore Zoo thì sẽ đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều và bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi. Where are we? Singapore Zoo. Kai thích gặp con gì? Con khỉ. Trong tất cả các loại động vật con thích gặp con gì trong ngày hôm nay? Thì con sẽ chọn một con bất kỳ đi mà con đang nghĩ tới. Capybara, ok, gì cũng thích Capybara. À, cái này là kiếp trước này có ý dối hơi nhiều. Cho nên là kiếp này mùi mới dài như này à? Ủa? Gì vậy? Đấy, mày đều có nhìn thấy con tiger đấy không? Hello. Con này tên gì? Hai bạn Hippo. Ở đây là có thịt gà này, có trứng này, có bánh phồng tôm. Oh, thank you auntie. Auntie so nice. Auntie cho mọi người một đi ăn ngon này. Họ auntie mời nước. Auntie, auntie, 今天非常好吃，但是食物太多了，所以吃不完。对不起。Đây là ở đâu? Ở khu vực phố nào? Ấn Độ. Chợ đêm Ấn Độ. Thế Ấn Độ tiếng Anh là gì? Là India. India đúng rồi. Ấn Độ châu lục nào? Đáp án cuối cùng của bạn là? Châu Á. Bạn có thêm 10 điểm. Ví dụ đi qua những cái cống như thế này ấy, thì con không nên dẫm vào mà con nên đi sang bên này. Vì là mình cũng không biết là điều gì sẽ xảy ra với cái cống đấy, đúng rồi, có thể sập, có thể là ở dưới này có cái gì đấy. Dẫm lên cống nó cũng không phải là một điều quá là tốt trong phong thủy đúng không? Thì đố hai đứa nhá, tại sao lại có những cái đường như thế này? Đây là đường này này, tại sao lại có những cái đường như thế này? Đây chính là... chính xác. Con hiểu chưa? Trải nghiệm đi tàu điện ngầm này, mỗi đứa sẽ là một thẻ tàu điện ngầm. Khi chúng ta đến tàu điện ngầm thì chúng ta sẽ các con phải đợi người ta đi ra rồi các con mới đi vào, nghe chưa? Không bao giờ các con được chen vào trước rồi đợi người ta đi ra. Các con sẽ đi vào từ hai hướng này, từ hai cái hướng màu đỏ ấy. Đúng rồi như thế. Đi đúng rồi, chính xác. Thì chúng ta sẽ không bị vướng người đi ra. Đúng rồi, rất là giỏi. Chúng tôi đến đây để ăn kem matcha rất ngon và rất nổi clucky. Yay! Cái này là matcha. Ở đây là những cái bánh cái mochi đỏ này, cái này đậu đỏ này. Trời ơi, bớt, lại đậu đỏ. Muốn gây ấn tượng tốt đấy thì hãy nên đi ăn đồ ngọt với đối phương đó. Khi ăn đồ ngọt là kiểu cảm giác ngọt ngào ấy, thì mình sẽ gắn cái vị ngọt đấy với trải nghiệm và sự xuất hiện của đối phương đó. Một từ mà con học được trong ngày hôm nay. Paradox. Paradox có nghĩa là gì? Nghịch lý. Rồi, ông này thông minh. Từ gì? Sponsoring. Sponsoring? Yes. Có nghĩa là gì? Tài trợ. Con đọc ở đâu ấy? Không nhớ. Nếu như mà họ chưa hiểu ấy thì con cứ dùng body language là con làm này. Caesar. Caesars. Đúng rồi. Con mấy cây này. Ôi, cái nào rồi? Con sẽ hỏi là Universal Studio thì nó có xa ở đây không? Is Universal far from here? True. Nó hỏi. Hỏi đi. À, hỏi chú này đang rảnh đây, hỏi đi. Excuse me. Chú nói gì? Là 20 phút hay 15 phút đi. 20 phút. 20 phút. True rồi, 10 điểm, một cái kem. Nhưng mà cô Bi sẽ chúc chú là Have a nice day. Bớt, nó vừa nói gì, nó là bớt. Sẽ đi Universal Studio. Hôm nay háo hức cả, nó quá excited. Yay. Đây là địa điểm mình chọn bởi vì các bạn nhỏ sẽ rất là thích để đi chơi này. Và mình là người lớn nhá, mình lớn rồi mà mình đến chơi đấy, mình rất là thích nữa. Một cái điều quan trọng của du lịch đó là mình đi thì mình trải nghiệm văn hóa, ngôn ngữ. Đấy là lý do tại sao mà dì và các mẹ đã đồng ý là cho các bạn đi Singapore, bởi vì là để các bạn có thể sử dụng tiếng Việt tại Singapore. Mà để cảm thấy mình như thế nào giật thật khác biệt. Cái cái gì hả? Hai lần à? Hiện tại không lần rồi, hiện tại không lần rồi. Hiện tại không lần. 快到了吗？快了，差5分钟就到了。哦，8分钟未到，5分钟未到。Đây chắc là lần thứ N ở Singapore nhưng mình vẫn mang nó là Việt Nam. Chúng ta sẽ chơi một trò hay nhất trong Universal, đó là trò Transformer. Đây là tôi trước khi chơi. Đây là tôi sau khi chơi Transformer. Cái trò Ai Cập thì là cái trò rất là hot ở trong Universal Studio, và tình hình là Gubi không có đủ chiều cao. Con đi xem vòng xoay đúng không? Đi, dì đưa con đi xem vòng xoay. Tôi là một người gì bị điển hình vì cháu tôi và tôi phải đi chơi trò này. Con đi thật sâu nhá. Con đi sâu là không đi sâu, là không đi sâu là sẽ không đau. Là tôi sau khi chơi trò Ai Cập. Cảm nhận của bạn như nào ạ? Nhịp tim nó bị cục đá đè lên khi rơi xuống dốc. Nhịp tim của em này. Mua đồ chơi. Ok, let's go. 20 đồng. 400 nghìn. Không được. Con thích gì, dì trả hết. Đi với dì, con không cần phải lo về tiền, ok? Đi với dì, con không cần phải lo về tiền, ok? No need. Yeah, I'll be honest, 요즘 이 생각이 많아. It's dishonest to say that I've been feeling a lot, and 아니야, staying up and out of the time. Thank you em nhiều nha. Trời ơi, Thành Mừng tự nhiên năm 16 gặp một người người Hàn không? Em người Hàn. Thật tình. Thật tình đi. Cái này còn gì đấy? Khỏe hẳn đấy. Cảm ơn Khánh Vy. Wow. Nước rất là béo ngậy luôn ạ. Hỏi đi con. How long does it take to the place? To the Merlion. No, I'm practicing speaking English for them. Like, I'm asking them to ask you. Excuse me, how long does it take to the Merlion? 5 minutes. Part of Vietnam are you from? Oh, we're from Hanoi. Hanoi, yeah. Hanoi. Oh, nice. Capital, right? Yeah, the capital. I come to Singapore maybe like 5 times a year for work. But this is the first time I bring them, like my niece and nephews here. Nice. Do you know the meaning of Merlion? Like, why is Merlion? Malaccan prince. I think it was 1536. The year 1536. Okay. He came to Singapore, so opposite Johor, he looked over the beach, right? He saw a creature with the lion head and a fish body. So he named Singapore as Singapura. Singapura means Merlion Singapura. So when the English came over and colonized us, right? Yeah. They changed the name to Singapore. Lovely. Luckiest to get to your car so that you can hear the story. The modern Singapore gained independence in 1965. 1965. Yeah. Gained independence. So actually you can Google and... But it feels like better to hear history from a Singaporean. Really? So like we can see different perspectives. Trước khi ra khỏi phòng thì mình sẽ Bye bye phòng. Bye bye. Rồi. Đi. Thủ đô của Singapore là Singapore. Rồi. Một đất nước, đây là một đất nước có cái dạng là cấp dạng thành phố. Vậy thì trên thế giới còn có những đất nước nào cũng là dạng thành Monaco, Vatican. Đúng rồi, giỏi. Vậy là chúng ta có 3 đất nước như thế đúng không? Biểu tượng đặc trưng của Singapore là Merlion là cái con sư tử. Và đuôi là cá. Công viên hiện đại mà chúng ta đã đi qua. Coi lần bay. Singapore là quốc đảo sư tử. Thế thế Singapore có một đảo hay có nhiều đảo? Nhiều đảo. Rồi, Singapore là có rất nhiều đảo, có hơn 60 đảo nhá. 64 đảo. Đúng rồi. Cờ Singapore có mấy màu? 2 màu, màu đỏ. Đúng rồi. Loại hoa đặc trưng của Singapore là gì? Hoa lan. Hoa gì? Orchid. Đúng. Singapore có mấy ngôn ngữ chính? 4 ngôn ngữ chính. Cảm ơn dì Vy. Bây giờ mình đã U30 rồi nhưng mà mình vẫn nhớ mãi những cái ôm của mẹ Thủ Thỉ năm mình lớp 5, chuyến du lịch Quảng Bình cùng gia đình năm mình lớp 4, những chiều nắng hai chị bọc sách vở cho mình bước vào năm học mới. Mọi nét vẽ trong tuổi thơ có thể sẽ phai mờ đi theo năm tháng mình lớn lên nhưng nó sẽ luôn là một phần ký ức theo mình suốt cuộc đời, là nơi cất giữ những hồi ức đáng nhớ của mọi thế hệ. Tuổi thơ là cái nơi hình thành nhân cách của con người bởi những trải nghiệm, và tuổi thơ cũng là thời điểm tuyệt vời nhất để vun trồng hạt giống của yêu thương. Mấy đứa nhỏ sẽ dễ dàng thích thú với những nơi tụi nó tới, sẽ yêu gia đình, sẽ yêu bạn bè, yêu ngõ phố nhỏ mình lớn lên. Để đến khi tụi nó lớn thì những hạt giống của yêu thương đó đã vươn lên thành những nhánh cây nhỏ xinh, và dần ra theo thời gian chúng sẽ được tưới tiêu và tỏa tán xum xuê bởi sự tròn trịa của trái tim, nét tử tế của tính cách và sự vững chắc của tri thức. Đúng là con người không thể lựa chọn nơi mình sinh ra và người sinh ra mình, nên là trong cuộc đời này, khi có cơ hội được làm gì của mấy đứa, mình muốn dùng một chút nỗ lực nhỏ nhoi của mình để vun đắp vào hạt giống đó, thêm thắt chút niềm vui vào hành trình lớn lên của mấy đứa nhỏ, bởi mình tin cuộc đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy khi có một tuổi thơ hạnh phúc. Và ở cạnh mấy đứa, mình cũng hạnh phúc vì có thêm trách nhiệm, có thêm sự vô tư và thật nhiều nụ cười. Đứa trẻ mà chúng mình đã từng là vẫn tồn tại đâu đó ở bên trong, và tất cả chỉ cần một chút thúc đẩy để giúp mình đánh thức đứa trẻ ấy. Và dành thời gian với trẻ nhỏ là cách để chữa lành đứa trẻ bên trong mình với đầy sự tinh khôi nhất. Hẹn gặp mọi người ở những vlog khám phá tiếp theo và đi du lịch đặt Traveloka nha!